Xin chào anh em, hôm nay lại về được đôi cái chiếc máy ảnh Sony RX 100 Mark 4 mới 100% để giới thiệu cho anh em đây. Nói chung đây là những cái chiếc máy ảnh mới 100%, do vậy mình cũng không cần phải cho các bạn xem về nhiều về cái ngoại hình của nó. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem thôi. Một chiếc máy ảnh mới thì nó sẽ bao gồm đầy đủ là hộp sách của nó. Bên trong của cái chiếc máy ảnh này nó sẽ bao gồm là cái thân máy ảnh RX 100 này. Ở đây nó có một cái củ sạc cũng là nguyên ni lông. Đây là một cái dây đeo cáp USB. Ở đây nó là một cái quả pin. Bây giờ mình sẽ nhét cái quả pin này vào để bật cho các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy thì cái chiếc máy ảnh RX 100 Mark 4 này mình đã cài sẵn tiếng Việt cho các bạn nhé. Đấy, khá là ok đúng không ạ? Đấy. Khi mà chúng ta bật máy lên thì cái ống kính nó sẽ thò ra như thế này. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy thì ở trong cái phần menu ứng dụng này mình đã cài một cái app thứ ba. Trong cái app thứ ba này thì các bạn có thể là quay 4K ở trên cái chiếc máy RX 100 Mark 4 này với full thời gian, nó không giới hạn thời gian nữa, bình thường nó chỉ quay được 5 phút thôi. Sau khi mình đã cài một cái app này thì nó có thể quay được 9:06:07. Tất nhiên thì đây là trên lý thuyết thôi, còn mình khuyên các bạn là nên quay tầm khoảng 20 phút thôi rồi chúng ta tắt máy, tại vì là nếu mà chúng ta quay trường như thế thì sẽ rất là hại so với máy, thì máy nó sẽ rất là nóng. Sony RX 100 Mark 4 thì có thể quay 4K ở tốc độ là 25:00:01. Và chiếc máy này có một cái ống ngắm viewfinder khá là tiện lợi ở đây, thì cái ống ngắm này sẽ giúp cho bạn chụp ở trong điều kiện ánh sáng ngoài trời nó sẽ tốt hơn và nhìn cái hiển thị ảnh nó sẽ tốt hơn. Giá của nó là chưa đến 9 triệu. Cái chiếc máy ảnh Sony RX 100 Mark 4 này thì nếu mà so với hiện tại thì các bạn có thể mua được cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark 2. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với cá nhân mình không đánh giá cao cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark 2 nếu chúng ta so sánh trực tiếp với chiếc RX 100 Mark 4 này, tại vì nó chỉ quay được Full HD thôi. Do vậy cái RX 100 Mark 4 này nó sẽ quay tốt hơn so với Canon G7X Mark 2 khá là nhiều. Và sau cái đoạn video giới thiệu này mình sẽ quay thử cho các bạn xem một cái đoạn từ cái chiếc Sony RX 100 Mark 4 này, đặc biệt là quay ở trong nhà mình đã test rồi, quay rất phê luôn các bạn nhé. Nói chung là mình chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn là như vậy thôi, và bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là 6 tháng vào cái chiếc Sony RX 100 Mark 4 này. Còn về thông số kỹ thuật chi tiết hơn thì các bạn có thể lên Google, chúng ta có thể gõ Sony RX 100 Mark 4 để chúng ta có thể xem tất cả những cái review, hoặc là chúng ta có thể lên trên YouTube chúng ta gõ thì có rất rất nhiều những cái bài đánh giá của Việt Nam cũng như là nước ngoài nói về cái chiếc máy Sony RX 100 Mark 4 này rồi. Và trong cái video này mình chỉ tóm gọn lại cho các bạn là như vậy. Và đây là một chiếc máy mới 100%, phụ kiện của nó là đầy đủ là máy, pin, sạc, thẻ, hộp. Và bên mình sẽ tặng cho các bạn thêm một cái túi đựng nữa. Đấy. Sau đây là một cái đoạn video từ cái chiếc máy Sony RX 100 Mark 4 này nhé, mình quay test cho các bạn xem nhé. Các bạn hãy bật 4K để thưởng thức được cái chất lượng video tốt nhất của cái chiếc Sony RX 100 Mark 4 này nhé. Hello, xin chào các bạn. Video này là quay bằng cái chiếc máy ảnh Sony RX 100 Mark 4. Đây là cái chiếc máy ảnh mới 100% và mình đã giới thiệu cho các bạn ở cái đoạn video phía trước nhé. Thì video này mình test cho các bạn xem là cái chất lượng quay video của cái chiếc máy ảnh này. Sony RX 100 Mark 4 thì như mình đã nói thì nó có thể quay 4K ở tốc độ là 25:00:01 với 100 Mbps. Đây là chất lượng quay 4K đối với cá nhân mình thì mình đánh giá nó cũng khá là ok. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy thì đây là mình đang quay ở trong điều kiện trong nhà. Các bạn có thể nhìn thấy cái phòng làm việc của mình và quay ở trong thời gian là nó giờ tầm khoảng độ 10 giờ tối. Chiếc máy này có thể quay ở trong điều kiện thiếu sáng khá là tốt. Ví dụ như quay ở trong nhà như thế này, nó đi kèm một cái ống kính là với tiêu cự là 24mm với một khẩu độ là 1.8. Các bạn cũng có thể nhìn thấy là nếu chúng ta áp sát vào như thế này thì nó cũng có một chút hiệu ứng xóa phông. Thì rõ ràng là cái chiếc máy này thì cho ta chất lượng quay video cũng khá là tốt. Ví dụ khuôn mặt của mình ấy, nó cũng khá là rõ nét, ví dụ nó gai sắc luôn. Thì với một cái chất lượng quay video 4K như thế này thì ở trong cái mức giá của nó, ví dụ giá mới hiện tại của nó thì nó rơi tầm hơn 8 triệu, xấp xỉ 9 triệu. Thì mình so sánh với những cái chiếc máy khác cùng tầm giá làm vlog, ví dụ như nếu các bạn mua mới, ví dụ như cái chiếc máy Canon G7 Mark 2 thì rõ ràng là cái chiếc máy Canon G7 Mark 2 thì không thể nào có cửa so với cái chiếc máy Sony RX 100 Mark 4 được. Tại vì nó chỉ quay Full HD thôi. Vào thời điểm là năm 2021 như thế này mà chúng ta mua một chiếc máy 10 triệu làm vlog mà chỉ có thể quay được Full HD thì đối với cá nhân mình thì đấy không phải là một cái sự lựa chọn tinh tế các bạn nhé. Sau khi mình đã cài một cái app ở bên thứ ba thì chúng ta có thể cài tiếng Việt cho cái chiếc máy RX 100 Mark 4 này, cũng như là chúng ta có thể là quay trên 5 phút đối với cái chiếc máy RX 100 Mark 4. Trước khi chúng ta cài cái app này
thì cái điểm yếu cố hữu của cái chiếc màn RAID 1.4 mà mình đã nói ở cái đoạn trước ấy là nó chỉ quay được 5 phút 4K thôi. Tuy nhiên sau khi đã cài cái app này thì chúng ta có thể quay thoải mái full thẻ. Và với một cái chất lượng quay 4K ấy, thì cái thẻ nhớ 64GB ấy, nó chỉ có thể quay được tầm khoảng độ, mình đoán không nhầm, giờ tầm 3 phút là cũng đã đến nửa cái thẻ rồi. Nói chung là cái trong cái đoạn video này thì mình chỉ cho các bạn xem được về cái chất lượng quay của cái chiếc màn Sony RAID 1.4 này. Qua đấy thì nếu các bạn nào đang có định mua cái chiếc màn này để làm vlog chẳng hạn ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là cân nhắc. Mọi chi tiết về cái sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video, hoặc chúng ta có thể truy cập vào cái trang web là dbucky8.com vào cái mục màn cũ nhé. Đấy, bên mình sẽ cung cấp cho các bạn một số những màn cũ khác trong cái trường hợp là cái chiếc RAID 1.4 này đã bán rồi. Và cái chiếc máy ảnh này nó chỉ có 2 chiếc thôi. Do vậy anh em nào có nhu cầu và đang có cần một cái chiếc máy để quay vlog chụp ảnh sản phẩm cũng như là máy mới quay được 4K chất lượng tốt dưới 9 triệu thì RAID 1.4 là một cái chiếc máy ảnh khá là ok, tại vì nó khá là nhỏ gọn các bạn ạ. Ok, xin cảm ơn các anh em. À, anh em hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé để thường xuyên xem những video mới nhất khi mình trên tay những cái chiếc máy ảnh cũ hoặc là những cái phụ kiện máy ảnh khác. Xin cảm ơn các bạn.